bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Sao showbiz xuất hiện trong sách giáo khoa, Tiêu Chiến gây tranh cãi, Triệu Lệ Dĩnh được ủng hộ. Triệu Lệ Dĩnh, Tiêu Chiến từng gây ra tranh cãi khi được đưa vào tài liệu giảng dạy trong trường học. Không ít các ngôi sao trong showbiz từng được đưa vào sách giáo khoa hay đề thi trong trường học tại Trung. Đây là điều đáng mừng bởi nó cho thấy cái nhìn cởi mở của xã hội về những người làm nghệ thuật. Người hâm mộ cũng vô cùng tự hào khi thấy thần tượng của mình được công nhận. Nhưng nhiều bậc phụ huynh cảm thấy việc đưa hình ảnh những diễn viên vào tài liệu học tập trong trường học là không hợp lý. Triệu Lệ Dĩnh là một trong những ngôi sao hoa ngữ từng được đưa vào trong sách tham khảo của học sinh. Cụ thể, cuốn sách này đã dành một đoạn văn viết về đời tư của nữ diễn viên. Dù sinh ra tại một vùng nông thôn nghèo, nhưng với rất nhiều sự nỗ lực, sự cố gắng bền bỉ, Triệu Lệ Dĩnh đã trở thành diễn viên hàng đầu showbiz. Thậm chí cuốn sách còn khẳng định nữ diễn viên là người truyền cảm hứng cho mọi thanh thiếu niên. Tuy nhiên, nhiều bậc phụ huynh phản đối và cho rằng Triệu Lệ Dĩnh đã từng ly hôn và có một đời tư phức tạp. Điều này có thể gây phản ứng tiêu cực đến nhận thức của con cái họ. Nam thần Tiêu Chiến cũng từng xuất hiện trong bài tập của một lớp học tại Trung Quốc. Giống như Triệu Lệ Dĩnh, nhiều phụ huynh phản đối gay gắt điều này. Theo quan điểm của đại đa số bậc cha mẹ, những ngôi sao giải trí chỉ được vẽ bề ngoài, sống nhờ sự hâm mộ của người khác, chứ không thực sự có tài năng gì giúp ích cho xã hội. Duy chỉ có Châu Nhận Phát là nhận được sự phản ứng tích cực của phụ huynh cũng như giáo viên học sinh. Hình ảnh của nam diễn viên từng được đưa vào sách giáo khoa cấp 2 của Hồng Kông. Châu Nhận Phát vốn có một đời tư trong sạch, kinh nghiệm lâu năm trong nghề, là thần tượng tuổi thơ của nhiều người. Nam tài tử Hồng Kông từng chia sẻ sau khi qua đời sẽ hiến tặng toàn bộ tài sản của mình để làm từ thiện. Có lẽ chính những điều này đã khiến nhiều phụ huynh quý mến nam tài tử và không phản đối việc con cái của mình học tập theo Châu Nhận Phát. Không thể phủ nhận xã hội còn nhiều định kiến với những thần tượng trong giới giải trí. Trên thực tế, nhiều ngôi sao có quyền được công nhận tài năng cũng như nỗ lực hy sinh hết mình vì nghệ thuật của họ. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.